quan tới sản phẩm, dịch vụ của tập đoàn Deco. Bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Câu số 1. Đây là một loại phụ kiện của PPR. Rồi... nối ra ngoài. Chính xác. Câu số 2. Đây là ưu điểm vượt trội trong phụ kiện nối gen, giúp bám nhựa, chống lực mặt xoay khi kết nối với các thiết bị khác. Dài quá không biết. Một chống xoay. 3. Một trong 5 loại van PVR của Deco. Van cửa đông. Chính xác. Chương trình tại Deco giúp khách hàng kiểm tra chất lượng đường ống sau thi công. Kiểm tra chất lượng ạ? À, thử áp. Câu số 5. Một trong những loại van PVR của Deco. Quên rồi. Ôi trời ơi. Van bi đắp co. Câu số 6. Một chính sách cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm PVR của Deco dành cho khách hàng. 10, bảo hành 10 năm, đơn giản. Chính xác. Câu số 7, sản phẩm dùng để hàn ống PVR. Nhanh lên ạ. Máy hàn nhiệt. Chính xác. Câu số 8, một loại phụ kiện UPVC Deco. Bỏ qua, dài quá. Nhựa nguyên sinh. Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Chúc mừng bạn đã hoàn thành phần đi. Tuyệt quá.